Ali mất tích nhiều ngày nên chồng cô là Orson gọi cảnh sát để báo cáo. Thám tử Wells đến hiện trường và tìm thấy chiếc ví của cô được chôn trong vườn. Bên trong có một tờ giấy ghi "It's a sign, you are mine, I redesign your new life". Cảnh sát đã có 3 nghi phạm với những cái tên khác thường: Orson, chồng cô ấy, Rain, người bạn thân nhất của cô, và Alas, anh trai cô. Ai đã bắt Ali? Đó là Rem. Hầu như tất cả các từ trong ghi chú đều vần với tên của anh ấy. Khi đang lái xe trong cơn bão, John nhìn thấy 3 người đang đứng dưới mưa ở bến xe buýt. Nhưng trong xe anh chỉ có một chỗ ngồi. Ai được đi nhờ? Người bạn thời thơ ấu của anh ấy, một bà già trông như đang lạnh cống, hay vợ anh ta? John nhờ người bạn thời thơ ấu chở bà cụ đến bệnh viện rồi lấy xe về nhà, và John sẽ đợi xe buýt cùng vợ. Mark bị nhốt trong phòng giam cao 30 feet, sàn đất và có cửa sổ gần trần nhà. Trong phòng anh chẳng có gì khác ngoài một cái xẻng và một chiếc giường. Lối vào bị chặn bằng bê tông. Làm sao anh ta có thể thoát ra được? Mark có thể xúc đất cạnh bức tường bên dưới cửa sổ rồi trèo ra ngoài. Một ngày nọ, thám tử Jones được cơ quan kiểm soát biên giới gọi điện thông báo về một chiếc xe bán tải khả nghi. Hàng ngày, chiếc xe đi qua lại giữa hai quốc gia với một bao tải lớn phía sau thùng xe tải. Khi thám tử mở bao ra, nó chứa đầy cát. Lái xe buôn lậu thứ gì? Chính là những cái xe tải. Một giáo viên địa lý biến mất vào ngày đầu tiên đến trường. Khi cảnh sát đến, họ nghi ngờ 4 người, nhưng tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm. Người làm vườn đang cắt cỏ phía trước. Giáo viên tiếng Anh cho học sinh một bài kiểm tra bất ngờ. Hiệu trưởng đang chuẩn bị cho bài phát biểu chào mừng của mình. Và huấn luyện viên đang gặp những học sinh mới muốn gia nhập đội bóng đá. Ai đã nói dối? Tất nhiên là giáo viên tiếng Anh rồi. Học sinh không làm bài kiểm tra bất ngờ vào ngày đầu tiên. À, có lẽ không phải ở trường này. Một nhà khoa học điên đã đưa 10 người vào phòng thí nghiệm của mình để kiểm tra trí thông minh của họ. Ông đưa cho mọi người 2 viên thuốc và một cốc nước. Ông ấy nói với họ, một viên là giả dược và viên còn lại là thuốc độc. Bạn uống viên nào thì tôi cũng uống viên đó. Nhưng bằng cách nào đó, tất cả mọi người đều bất tỉnh ngoại trừ nhà khoa học. Làm sao ông ta làm được điều đó? Cả 2 viên thuốc đều là giả dược, chất độc ở trong nước. Sen và Mia tới Nhật Bản hưởng tuần trăng mật. Chỉ có Sen quay lại và gia đình Mia đã gọi cho thám tử giỏi nhất thị trấn. Hoạt động đầu tiên của thám tử nên là gì? Kiểm tra vali của Sen, kiểm tra nhà của Sen, gọi cho công ty du lịch mà Sen và Mia đã sử dụng. Gọi cho công ty để xem Sen đã đặt bao nhiêu vé khứ hồi. Anh ta là nghi phạm và anh ta không nên biết rằng cảnh sát đang điều tra mình để tránh mất bằng chứng. Có người gõ cửa phòng khách sạn của Amy. Khi cô mở nó ra, cô nhìn thấy một người đàn ông bí ẩn. Anh ấy xin lỗi và nói rằng anh ấy đã nhầm phòng của Amy với phòng của mình. Khi anh ta rời đi, Amy đã gọi cảnh sát. Tại sao? Không ai gõ cửa phòng riêng của họ. Đây là một kỹ thuật được sử dụng bởi những người muốn đột nhập vào nhà của ai đó. Một công nhân được tìm thấy bất tỉnh gần lối vào của một tòa nhà bỏ hoang. Anh ta không nhớ gì về chuyện đã xảy ra, nhưng dường như anh đã rơi từ tòa nhà xuống. Thám tử Marks
được giao phụ trách vụ án này và anh ta phải tìm hiểu xem người công nhân đó bị ngã hay bị đẩy. Anh ta đi lên tầng 1, mở cửa sổ và ném một hòn đá nhỏ ra ngoài. Anh ta cũng làm như vậy ở tầng 2 và lên đến nóc nhà. Khi thám tử quay lại, anh ta chắc chắn rằng người công nhân đã bị đẩy. Làm sao anh ấy biết được? Anh ta phải mở cửa sổ các tầng để ném đá ra ngoài. Đây là một tòa nhà bỏ hoang và ai đó đã đóng cửa sổ ngay sau khi đẩy người công nhân. 10. James gọi một ly cà phê từ tiệm bánh địa phương, cho một ít đường vào. Nhưng sau đó nhận thấy có một con ruồi trong cốc của anh ấy. Anh ấy nói với nhân viên và họ lấy lại cà phê rồi mang cho anh ấy một ly mới. Nhưng vừa uống một ngụm, anh đã tức giận. Tại sao? Cà phê mới của anh ấy đã được bỏ đường, nhân viên chỉ lấy con ruồi ra thôi. 11. Tom đang đi dạo trong công viên đầy tuyết lúc 10 giờ tối. Khi anh bị tấn công từ phía sau, anh không nhìn thấy ai đã đánh gục mình và lập tức đi báo cảnh sát. Các thám tử đã thẩm vấn 4 nghi phạm. Adam nói rằng anh ấy đi may vest cho bữa tối sau đó. Daniel cho biết anh ấy tổ chức một bữa tiệc tại chỗ của mình. Susan nói rằng cô ấy tập thể dục trước khi đi làm. Và Luke nói rằng anh ấy đã đến công viên để chụp vài bức ảnh thú vị với những chú chim đang bay. Một trong số họ đang nói dối là ai? Đó là Luke, gần như không thể nhìn thấy chim vào ban đêm và mùa đông. 12. Ngày trước trận đấu cuối cùng, thủ môn của đội đã mất tích. Cảnh sát đến và họ bắt được 3 nghi phạm của đội đối thủ. Mike cho biết anh ấy đang ký tặng cho người hâm mộ của mình. Jack nói rằng anh ấy đã bị gãy mắt cá chân và anh ấy đang được massage. John đang tập luyện ở phòng gym trước trận đấu. Cảnh sát ngay lập tức biết ai đã làm điều đó. Đó là Jack, bạn không nên massage khi bị gãy mắt cá chân. 13. Một bác sĩ bước vào phòng của một bệnh nhân bất tỉnh. Ở đó, anh nhìn thấy một y tá đang cài cúc áo. Ngay khi nhận ra anh, cô đã thốt lên. Không phải như anh nghĩ đâu. Cô y tá không nói dối, nhưng tại sao áo của cô ấy lại bị mở cúc? Cô bị nhốt ngoài phòng thay đồ và biết rằng bệnh nhân đã bất tỉnh. Thế là cô đến phòng của anh để thay đồng phục. 14. Một nhóm 6 người bạn quyết định đi xem một ngôi nhà bỏ hoang ở khu phố của họ. Khi họ đến nơi, Mark, một người trong nhóm, đã cảnh báo bạn bè của anh ấy không nên vào. Nhưng tất cả họ đều phớt lờ anh ấy và vẫn bước vào. Mark ở bên ngoài nhưng bạn bè của anh ấy không thể ra ngoài nữa. Anh đã nhìn thấy điều gì nên mới không vào nhà? Có dấu chân đi vào nhưng không có dấu chân nào đi ra. 15. Thám tử Stevenson bị một số cấp trên xấu tính bắt giữ, những người muốn kiểm tra trí thông minh của anh ta. Họ đưa anh vào một căn phòng có hai cửa, một cái dẫn đến tự do trong khi cái kia đưa anh đến một cái hố không đáy. Có hai người canh gác, mỗi người chịu trách nhiệm canh giữ một cánh cửa. Một trong số họ luôn nói thật trong khi người kia luôn nói dối. Stevenson không biết ai là người trung thực và anh ấy chỉ có thể hỏi một câu. Câu hỏi nên là gì để cứu mạng anh ấy? Nếu tôi hỏi người bảo vệ bên cạnh bạn, cánh cửa nào dẫn đến tự do, anh ta sẽ nói gì? Người bảo vệ trung thực sẽ nói rằng kẻ nói dối sẽ chỉ vào cánh cửa nguy hiểm. Kẻ nói dối cũng sẽ chỉ vào cửa ấy đó. Cho dù Stevenson có hỏi ai thì anh ta cũng nên chọn cánh cửa mà hai người không chỉ vào. 16. Melissa đang đi bộ xuống một con hẻm tối thì cô nhận thấy một bóng đen đang đi theo mình. Cô bước vào một nhà hàng và ngồi vào bàn. Nhân vật bí ẩn cũng làm như vậy.
Sau đó cô ấy ngáp và ngay lập tức biết mình có một kẻ theo dõi. Bằng cách nào nhỉ? Khi cô nhìn lên, như vật bí ẩn đó cũng đang ngáp, có nghĩa là họ đang theo dõi cô. 17. Giám đốc một công ty lớn được phát hiện bất tỉnh trong văn phòng. Cảnh sát xuất hiện, nhìn thấy văn phòng bừa bộn và nhận ra rằng một cuộc ẩu đả vừa xảy ra. Họ đến gặp thư ký của ông và yêu cầu xem danh sách những người đến thăm ngày hôm đó. Ngay lập tức, họ biết ai đã làm điều ấy, bằng cách nào? Người khách cuối cùng chính là thủ phạm. Trong lúc đánh nhau, đồng hồ treo tường cũng ngừng hoạt động vì bị hỏng. Nó hiển thị thời gian chính xác của cuộc hẹn cuối cùng. 18. Sarah muốn nhận được một ít tiền từ anh trai cô ấy để mua nhà. Cô không thể nói cho anh biết sự thật và yêu cầu anh một món quà đắt tiền. Sau một tuần, anh trai cô tặng cô một chiếc vương miệng quyến rũ. Sau đó cô đến gặp người anh thứ hai xin tiền, nhưng anh lại đưa đồ trang sức cho cô. Tuy nhiên cô ấy vẫn có cả tiền lẫn đồ trang sức. Sao lại như vậy? Cô ấy yêu cầu một món đồ trang sức tương tự và bán một trong số chúng. 19. Suzy vào một trang web hẹn hò và tìm thấy ba chàng trai mà cô ấy thích. Tất cả đều có lý lịch rất ấn tượng, nhưng chỉ có một trong số họ nói sự thật. Bạn có thể đoán là ai không? Shane nói anh ấy là một phi hành gia, anh ấy đã tới sao hỏa và tận hưởng cảnh hoàng hôn xanh biếc tuyệt đẹp. Chris cho biết anh là một nhà khoa học và đã đến Bắc Cực, anh ấy thích đứng trên băng trôi và nhìn thấy cả cáo Bắc Cực và chim cánh cụt. Dylan cho biết anh là một phi công và có lần anh đã lái chiếc trực thăng của mình nhanh đến mức phá vỡ rào cản âm thanh. Shane đang nói sự thật, hoàng hôn trên sao hỏa có màu xanh, không có chim cánh cụt ở Bắc Cực và máy bay trực thăng không thể di chuyển nhanh hơn tốc độ âm thanh. Đúng vậy, chúng ta cũng sẽ bỏ qua thực tế là chưa có ai từng đến sao hỏa. Suzy cũng cho rằng Shane có đôi mắt đẹp. Vậy chúng ta là ai mà dám phá vỡ mối tình này chứ?